Sứ mệnh của tinh linh vũ trang vẫn luôn dẫn đường cho chúng ta. Chiến thần hỏa bạo uy phong giáng thế, kết thành khế ước là tình bạn của chúng ta. Uy lực của chiến thần huyền phong lôi ảnh kề vai với tinh linh của tôi, chiến thần kim cương huyền vũ đang kêu gọi vạn người một lòng mang về ánh sáng chói mắt. Mau hợp thể để chiến thần thức tỉnh, tuân thủ vận mệnh của khế ước, chiến đấu mạnh mẽ tiến lên. Cơ thể tinh linh đang kêu lên sức mạnh vô tận của chiến thần. Chào, tôi là Kỳ Tiểu Trí. Đoàn tàu thời không đưa tôi tới một thế giới tinh linh kỳ diệu. Ở đây khắp nơi đều có các loại tinh linh vũ trang thần kỳ. Tôi còn vô tình quen biết Hỏa Bạo Bạo. Điều không ngờ hơn nữa là sau khi tinh linh vũ trang và cơ thể tinh linh tiếp xúc với nhau, hợp thể thành chiến thần tinh linh có sức mạnh cực lớn. Đúng là quá ngầu. Chúng tôi cùng các chiến thần tinh linh kề vai sát cánh, diệt trừ cái ác, cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn trong chiến đấu. Tinh linh vũ trang của các cậu đâu? Cùng nhau đi thám hiểm nào. Tập 24. Quay về thế giới loài người. Trong tập trước, băng thần và Kỳ Tiểu Trí kết hợp với nhau đánh bại băng ngạn. Đúng vào lúc tận đã thắng lợi thì Nguyệt Độc đột nhiên xuất hiện, muốn cướp lấy sợi dây chuyền trên người Kỳ Tiểu Trí. Và thời khắc nguy cấp, Thợ Săn Che Mặt đã lợi dụng sức mạnh của dây chuyền để Kỳ Tiểu Trí quay về trái đất. Kỳ Tiểu Trí kinh ngạc phát hiện ra Thợ Săn Che Mặt lại chính là anh trai mình, Kỳ Tiểu Phong. Các cậu mau xuống đi, tôi không thở nổi nữa. Ở đây ấm áp quá, thoải mái hơn băng xuyên quốc nhiều. Mộc Kiki, sao cậu cũng lên tàu vậy? Tôi tới để bảo vệ cậu mà. Nơi này là thế giới loài người. Hỏa Bạo Bạo tôi cuối cùng đã rời khỏi thế giới tinh linh đáng ghét đó rồi. Thế giới là anh trai đã đưa mình tới thế giới loài người. Cơ thể anh không được, mọi người còn đang gặp nguy hiểm. Mình phải quay về, mình phải đi cứu họ. Mở cửa. Đoàn tàu số 0, dừng lại. Tại sao dây chuyền không thể dừng đoàn tàu lại? Đoàn tàu này là dùng dây chuyền của Thời Sang Che Mặt để triệu hồi tới. Nếu tìm được dây chuyền của anh ấy thì có thể sẽ làm được. Vậy chúng ta đi tìm. Nhưng Thời Sang Che Mặt đã biến mất rồi. Chúng ta phải đi đâu tìm đây? Nếu anh trai đã biến mất ở thế giới tinh linh, nhất định anh ấy cũng đã quay về thế giới loài người. Về nhà xem sao đã. Nhớ nha, đừng để người đi đường thấy các cậu cử động. Hỏa Bạo Bạo đâu? Đây là cái gì? Hỏa Bạo Bạo, dừng tay. Tức giận rồi. Hỏa Bạo Bạo, cậu không sao chứ? Tiếng gì vậy? Có người đang tới. Vừa làm thú nhồi bông, đừng cử động.
Thì ra là vậy. Tại chiếc máy bị hỏng, chắc cháu cũng bị giật mình. Đúng, đúng ạ. Con thú nhồi bông này sao lại biết hát hơi? Thú nhồi bông bây giờ xịn lắm ạ. Vỗ vào đầu lại có thể hát hơi. Này, phối hợp chút đi. Cái gì? Lại muốn lợi dụng mình? Không được. Đấy, chú xem. Tuyệt quá. Sau này chú cũng mua cho con trai chú một con. Vậy cháu về đi, cẩn thận nha. Vâng. Nơi này chính là thế giới loài người. Mắt người máy, lập tức cho tìm vị trí của Kỳ Tiểu Trí. Vâng. Chủ nhân, do cố tình vượt qua cánh cửa thời không, khiến năng lượng bị tổn hao quá lớn, không thể khởi động hệ thống dò tìm, cần thời gian để hồi phục. Vô dụng. Nếu chúng ta đã xuyên không tới đây qua cùng một pháp trận, thì nhất định cậu ta ở gần đây thôi. Giờ chúng ta đi tìm. Vâng. Chủ nhân, cẩn thận. Ám ảnh lưu quang. Chuyện gì vậy? Camera này sao tự nhiên lại phát nổ? Phải đó. Chuyện gì thế? Năng lượng của ngươi vẫn chưa hồi phục, không phải đối thủ của những con người này. Chúng ta phải làm thế nào mới đi qua được? Quả nhiên, phải dẫm lên những vạch màu trắng mới có thể đi qua con đường này. Không ngờ sinh tồn ở thế giới loài người khó khăn như vậy. Họ thật đáng thương. Hoa của mình. Không dừng lại được. Mau, mau tránh ra. Nguy hiểm. Mắt người máy, chặn nó lại. Ám ảnh lưu quang. Không sao chứ? Em không sao. Anh ơi, anh giỏi quá. Cảm ơn anh. Những người đó, chúng ta bị lộ rồi. Mau rời khỏi đây. Vâng. Mất tích nhiều ngày như vậy, nhất định ba rất lo cho mình. Phải xin lỗi đàng hoàng mới được. Ba, xin lỗi, con mất tích lâu như vậy, khiến ba lo lắng rồi. Bận rộn suốt nửa ngày lại phí công rồi. Mất tích cái gì chứ? Sáng nay con vừa đi thăm anh trai con mà, không phải sao? Sáng nay, đi thăm anh. Ba ơi, con tới bệnh viện đây. Giúp ba hỏi thăm Tiểu Phong nha. Yên tâm, con sẽ chăm sóc anh cẩn thận. Ừ. Đúng rồi, con tới bệnh viện để thăm anh. Lẽ nào mình ở thế giới tinh linh lâu như vậy, trong thế giới thực chỉ có nửa ngày sao? Tiểu Trí, nói là cái gì? Là thú nhồi bông con mới mua. Ba làm tiếp đi. Con cất thú nhồi bông mới mua về phòng đã. Về phòng, về phòng.
Tiểu Trí thích chơi thú nhồi bông từ bao giờ vậy? Các cậu nặng quá, mệt chết tôi rồi. Ở đây an toàn rồi. Hình như Tiểu Trí ngủ mất rồi. Tiểu Trí liên tục chiến đấu lâu giờ vậy, chắc là mệt lắm. Vậy bắt đầu chơi thôi. Trả lại cậu. Mệt quá. Tiểu Trí, con đang... Không có ai. Lẽ nào sáng nay mình quên tắt máy nướng bánh mì sao? Tiểu Trí, cứu tôi với. Không. Lẽ nào đây không phải là mơ? Tiểu Trí, sao vậy? Tôi cảm nhận được bọn Tô Cẩn đang gặp nguy hiểm, đang kêu cứu với tôi. Không được, tôi phải lập tức đi tìm anh trai. Cùng anh ấy quay lại thế giới tinh linh mới được. Hỏa Bảo Bảo, Mộc Kỳ Kỳ, Tiểu Thiết, chúng ta... Hỏa Bảo Bảo đi đâu rồi? Tiểu Trí, xin lỗi, tôi không ngăn được cậu ấy. Để cậu ấy lén chuồn ra ngoài rồi. Lúc nào rồi mà còn lén chạy đi chơi chứ? Không thể để mặc Hỏa Bảo Bảo ở bên ngoài, như vậy nguy hiểm lắm. Tiểu Trí, tôi có thể vừa tìm anh trai cậu, vừa rắc hạt giống trên thám để tìm Hỏa Bảo Bảo. Như vậy sẽ không bị lỡ việc. Cũng đành vậy thôi, mong là cậu ấy không sao. Chủ nhân, tôi đã thăm dò được năng lượng của dây chuyền ở đằng đó. Đuổi theo. Hạt giống cảnh báo đã được trồng xung quanh nhà cậu rồi. Chỉ cần cậu ấy về nhà, hạt giống sẽ báo cho tôi biết. Tiểu Trí, tôi cảm ứng được thuộc hạ của Nguyệt Độc đuổi tới rồi. Mau chạy đi. Gì cơ? Sao họ lại đuổi tới thế giới loài người được? Rất có thể là lần theo sức mạnh của dây chuyền. Phải làm sao đây? Không thể để họ theo tôi tới bệnh viện tìm được anh trai. Tôi có cách. Đây là hoa thế thân. Sau khi hút năng lượng của dây chuyền, nó sẽ tỏa ra sóng năng lượng giống như dây chuyền. Còn có thể tạm thời che giấu đi năng lượng của dây chuyền. Tôi dùng hoa thế thân để dụ họ đi. Còn cậu đi tìm anh trai. Nhưng mà phải nhanh lên. Hoa thế thân chỉ duy trì được 5 phút thôi. Không được, lỡ cậu bị bắt thì sao? Cậu không phải đối thủ của họ. Không sao, việc tôi giỏi nhất chính là chạy trốn. Thời tiết ở thế giới loài người rất ấm áp. Việc này giúp nâng cao sức mạnh của tinh linh hệ mộc chúng tôi. Nhưng mà... Tiểu Trí, không thể để dây chuyền rơi vào tay Nguyệt Độc. Đã không phải thế giới tinh linh mà băng dương mong đợi. Mộc Kỳ Kỳ, ở đằng kia, đuổi theo. Mộc Kỳ Kỳ, cậu nhất định phải bảo vệ bản thân. Bản thân? Đi đâu rồi? Có cảm ứng ở đằng kia. Chúng ta chia nhau ra chặn nó lại. Vâng.
Đừng chạy, đứng lại. Không được sợ hãi. Nhất định phải dẫn họ đi cách càng xa tiểu trí càng tốt. Tưởng trèo tường là thoát được hả? Nó là tên lính của Kỳ Tiểu Trí. Xem ra cậu ta đang ở trên chiếc xe đó. May mà có xe rác đi qua. Nếu không đã bị họ bắt được rồi. Hòa thế thân sẽ mất tác dụng rồi. Nguy rồi, không thể làm liên lụy tới người vô tội. Hòa thế thân hết tác dụng rồi. Kỳ Tiểu Trí đâu? Ngon quá. Hỏa Bảo Bảo, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trở thành tinh linh của ta, đến sàn đấu bán mạng cho ta, thì không phải chịu nhiều khổ cực như vậy nữa. Xem lần sau ngươi còn chạy nữa không. Thế giới loài người đúng là quá thú vị. Mình không về thế giới tinh linh nữa. Kỳ Tiểu Trí đâu? Không ổn. Chúng ta trúng kế rồi. Mục tiêu sắp chạy ra khỏi phạm vi do thám của tôi rồi. Thì ra khả năng do thám di chuyển của mắt người máy có một phạm vi nhất định. Phiền quá. Mà kệ tên linh này, bắt được Kỳ Tiểu Trí rồi tính. Nhất định phải chặn họ lại. Đợi Tiểu Trí chạy ra khỏi phạm vi do thám thì cậu ấy sẽ được an toàn. Ném tiếp. Ném tiếp, ném tiếp. Dựa vào cái này mà cũng muốn ngăn bọn ta ư? Mắt người máy, nghiền nát. Vâng, ám ảnh lưu quang. Tinh linh này không phải là uy hiếp đối với chúng ta. Đi bắt Kỳ Tiểu Trí trước đã. Vâng. Không được, nhất định phải chặn họ lại. Tiểu Trí sắp chạy ra khỏi phạm vi do thám rồi. Để các người nếm thử chiêu lợi hại nhất của Mộc Kỳ Kỳ này. Hạt giống phân thân. Cái gì? Thắng chưa? Bọn tôi đã cho cậu cơ hội chạy trốn rồi. Bây giờ bọn tôi phải dạy dỗ cậu. Đương nhiên tôi không thể đánh bại cậu. Nhưng thế này tôi cũng mãn nguyện rồi. Mắt người máy, lập tức tìm mục tiêu. Mục tiêu đã rời khỏi phạm vi do thám rồi. Nguy to, sơ ý quá. Lại để nó chạy mất rồi. Chủ nhân, tôi cảm nhận được một số sóng năng lượng của dây chuyền. Có lẽ ở đó sẽ có manh mối. Đi. May mà mình chạy nhanh.
Đúng là đáng sợ quá. Mình phải mau chóng đi tìm Tiểu Trí thôi. Anh trai, em tới rồi. Rõ ràng là cơ thể khỏe mạnh, sao vẫn bị hôn mê ở đây? Chủ nhân, thông qua việc kết nối với mạng máy tính, tôi đã định vị được dấu vết di chuyển của thiết bị di động của Kỳ Tiểu Trí. Chiếu ảnh ra. Chính là chỗ đó, bệnh viện Dương Quang. Kỳ Tiểu Trí, lần này xem cậu chạy đi đâu. Kỳ Tiểu Trí quay về thế giới loài người, thành công tìm được Tiểu Phong đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện. Để quay về thế giới tinh linh, Mộc Kỳ Kỳ bắt đầu tiến hành chữa trị cho Tiểu Phong. Cùng lúc đó, Truy Ảnh đuổi tới bệnh viện để đoạt lấy dây chuyền. Kỳ Tiểu Trí phải làm thế nào để ngăn cản Truy Ảnh? Tiểu Phong có thể tỉnh lại không? Mời xem tập sau. Tìm kiếm thợ săn che mặt.